À thì 63 triệu đồng này thì con chi cho cô là 30 triệu đồng, thì con sẽ giữ lại là 33 triệu 808 nghìn đồng và 200 USD. À, cô đếm lại giùm con. Thì khoảng bao lâu mình sẽ xong anh ha? Cái này chắc bữa tới bữa 29 là mấy lợp rồi, chắc còn qua rồi trang trí rồi chắc cũng Hơn tháng ạ. hơn tháng ạ. Hơn tháng nữa mới xong. Tại vì hồi lúc Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại cô Hai Vui đi lên đến đây để xem lại cái nơi xây dựng này nè, cũng như là công bố cái số tiền mà Mạnh Thường Quân ủng hộ và chi bao nhiêu. Chút xíu nữa sẽ hai cô trò mình sẽ vô công bố cho Mạnh Thường Quân biết. Hôm trước á cô, thì cái phần của cô Mười đó, thì con nghe Thành nói là mình chỉ tính cất nhà tiền chế, tiền chế. nhưng mà con có nói với Thành là nên cất xây tường cho cô Mười luôn và sẽ đổ đà cho nó cứng cáp hay cô ha. Bây giờ là thợ đang là đổ đà đó. Dạ rồi. Đà đà rồi cái bo sắt đừng đổ cột. Ủa hôm nay là thấy có một hai người làm ha anh? Ba người. Ba người làm. Ba người Nghỉ làm chưa? hả? Nghỉ chưa? Bây giờ nghỉ ăn cơm hay sao? Nghỉ đang ăn cơm. Theo tiến độ này thì khoảng bao lâu mình sẽ xong anh ha? Cái này chắc bữa tới bữa 29 là mấy lợp rồi, chắc còn qua rồi trang trí rồi chắc cũng hơn tháng ạ. hơn tháng ạ. Hơn tháng nữa mới xong. Tại giờ lúc À, hôm mình tính qua tháng hai ngày cách làm đây hai ba cây ngày là chưa đổ ba cái phần này ha. mới đổ nè, cái mới vàng đà đổ này hôm hôm qua qua. này, rồi còn sót lại hai cây cái đà này Dạ. là tính ra là ngày mai đổ cột rồi bắt đầu xây, là bữa 29 lợp. Ừ. Mình lợp rồi mình trong mình hả, từ từ mình trang trí nó, là đã Cái cho này cô khác đem cái nè, bàn đổ cái phòng thạch đó đó vô đó. hồ. Dạ. Cái học này đang đổ 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 cái phòng Cái bên đổ. đây là cái phòng ha anh. À, cái đó là cái phòng. Cái phòng diện tích nó như thế nào? À cái phòng bên đây. Cái này là cái lối Mình đi. đi Cái này cái nó lối đi. đi mình ra đây. Ừ. Chỗ này á thì nó mình nấu ăn đây. Nấu ăn chỗ nào? Nấu ăn cái góc này. Cái góc này nè. Ừ. Ra sau Dạ. tắt ngay lại đây. Dạ. Còn đây mình đừng đi, mình lại đây để tủ chén rồi đó. Dạ. Còn cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh nằm cặp ngoài đây cậu. Dạ. Cái nhà vệ sinh đó mình xây mấy cửa? Thì chắc mình làm cửa một nó đây, cũng như ra nhà đây, bước ra đây thì đây ra đây thì cái cửa nhà nó nằm ngay đây luôn. Dạ. Thành ra lúc đầu tiên á thì tính là làm một cửa một và bước ra nhà tắm luôn hả? Không, cái này phải một cái cửa nhà lớn mình là riêng, còn mình cái cửa phòng là riêng, Đúng rồi, cửa hai ở một hai cửa cái cửa này là cái cửa của nhà lớn cái nhà nè. lớn mình bước xuống cái nhà tắm Dạ đúng rồi. rồi, còn cửa nhà tắm thì lúc nào cũng có cái cửa nữa. Nhưng mà mình đúng rồi, mình là chỉ một cửa nhà tắm mình đóng riêng. Đúng riêng, còn Dạ. cửa nhà lớn mình chứ mình muốn đi ra là tiểu là mình kéo cửa này ra Dạ. bước xuống nhà tắm, mà tắm rồi mình bước vô nhà tắm đóng cửa nhà Cái tắm phần là này chiều là bao dài nhiêu mét ta? 2,5 m, chiều dài 3,5 m nè, Là vừa đặt cái giường thôi. dư nữa chứ này, dư nữa mà Dạ. đáng lẽ là tại lỡ rồi, đáng lẽ là 2 gử, 2 gử với ba là cũng như là bề ngang 2 gử là chiều dài 3 được rồi, mà này tại vì cái 3 thước 6 luôn. Và cái diện tích này tính lấy 2 thước mà giờ còn lại có 1,4 m hả, Dạ. đáng lẽ nằm tới đây nè Ừ. cũng như 2,5 m bề ngang chiều dài là 3 m, Dạ. mà này tới 3,6 m nè, rồi để cái giường là rộng thênh thang còn để đồ trong này được luôn, Ồ. Cái lối đi này cũng rộng lối đi ha. này rộng nè cậu, Dạ. tới 1,5 m nè. Cô Hai Vui là hổm gà ngày nào cô cũng lên hả? Ngày nào cũng Cái này là để xây mình cái cái phòng khách. phòng khách Tam Cái Bảo. này phòng khách Tam Bảo trước nè. Tam Bảo. Dạ. Ngày nào cô cũng có mặt ở đây hết Dạ. trơn Cực cho cô hai quá. Thì cái này cái ơn trước. Cái hành lang. Hành lang ơn trước. Dạ. Rồi khi nào mình bơm cát nha cô? Tính 16 hoặc 18 hai bữa đó đó. Ừ, mình trả tiền bơm cát chưa? Chưa. Chưa ha. Chừng nào tới đâu rồi mình bơm mình tính tới đó à, chứ mình đâu có đưa tiền trước được. Dạ. Ừ. Ừ. Rồi thôi hai cô cháu mình vô đây đi. Thì bây giờ cũng quay cho cô bác quý anh chị biết về cái mô hình của cái nhà mình đã định hướng sẵn hết rồi. Thì lên đây mục đích thứ nhất là như thầy vậy, còn thứ hai là cũng muốn công bố cái số tiền và thời gian vừa qua Phong Bụi cũng như là Bùi Hồ với lại Thúy Liễu rồi những mạnh thường quân và ủng hộ cho sư cô Như Thiện, và mình mượn chỗ này đi chờ đang ăn cơm mày. Đang cơm tương. Dạ. Con cơm chưa?
chưa? À, cô ăn cơm đi. Dạ. Không biết vô lượng mà. Dạ cô, dạ cô Hai Vui. Thì như đợt trước thì con đã công bố cho cô với lại tất cả mạnh thường quân biết, thì cái số tiền mà con mà nhận được từ tất cả mạnh thường quân đó là 63.808.000 đồng và 200 USD là tiền Mỹ. À, thì hôm nay thì con đợt này thôi thì cũng xây cát đá rồi, con cũng thay mặt mạnh thường quân gửi cho cô Hai Vui giữ giùm con ở đợt thứ nhất, là con sẽ trao cho cô là 30 triệu đồng. Thì 63 triệu đồng này thì con chi cho cô là 30 triệu đồng, thì con sẽ giữ lại là 33.808.000 đồng và 200 USD. Thì khi nào mà có thiếu thêm á thì cô thông báo với con, thì con sẽ rút ra gửi cho cô. Con cũng mới rút ngân hàng xong. Cô đếm lại giùm con. Con cũng thông báo cô, con có gửi cho cô Hai Vui nha. Dạ. Dạ, con mới rút. Hàng mày mới rút ra mà. Dạ. Dạ, cô đếm thôi, còn cần đếm không? Trời ơi, dạ. Trong hàng dạ. Ra là đủ chứ làm gì thiếu. Dạ, đó là thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, cô bác anh chị gần xa cũng như là trong nước và ngoài nước đã gửi tiền ủng hộ cho sư cô Như Thiện để xây lại cái am. Thì thưa cô bác quý anh chị, thì trong đó thì Bùi Hồ sẽ tổng hợp cho cô Hai Vui, tại vì cô Hai Vui cũng giữ cái số tiền lớn thì cô cũng rất là ngại và cô thì muốn minh bạch hết, nên thành thử là Bùi Hồ tổng hợp lại luôn sẵn đây công bố cho cô bác quý anh chị biết, cũng như là kênh của mạnh thường quân ở kênh của Phong Bùi cũng như là Thí Liễu Miền Tây. Thì hiện nay cô Hai Vui nhận được cái số tiền đang giữ cái số tiền là của em Phong Bụi là 61.600.000 đồng, của Thí Liễu là 15.300.000 đồng, của Chuyệt Thủy ở Đồng Nai là 4.500.000 đồng. Tổng cái số tiền mà cô Hai Vui đang giữ là 81.400.000 đồng. Thì trong đó cô Hai Vui đã chi ra là 41.173.000 đồng. Và đây là ba cái hóa đơn mà cô đã gọi cửa hàng vật liệu xây dựng mua cát đá nè, rồi những cái sắt đồ cô ha, kẽm rồi đó. Kẽm, sắt, cát đá. Ở cái hóa đơn này thì là 28.898.000 đồng. Đó. Thì hóa đơn này là hóa đơn đợt 2 nè. Là ngày này nè, cái này là ngày 20 tháng 10. Ngày 30 tháng 10. Là cô mới kêu hôm qua quá. Không, cái hóa đơn này hóa đơn thứ hai này. À, hóa đơn thứ hai là hóa đơn này 28 tháng 10. Hóa đơn thứ hai là 8.340.000 đồng. Đó, thì hóa đơn này ngày hôm qua là 5.935.000 đồng. Thì tổng cộng số tiền là 41.173.000 đồng. Hiện nay thì cô Hai Vui á còn giữ là 38.227.000 đồng. Đây là số tiền mà còn lại của cô Hai Vui đang giữ. Và Bùi Hồ thì đang giữ là Bùi Hồ thì có 63.808.000 đồng. Thì tổng cộng số tiền Bùi Hồ với cô Hai Vui giữ là 102.035.000 đồng. Trong khi đó thì Bùi Hồ chỉ giữ 33.808.000 đồng và mới giao cho cô Hai Vui là 30 triệu. À, thì hiện nay là cô Hai Vui đang giữ là 68.227.000 đồng. Và cái số tiền hiện nay là hai cô trò giữ là tổng cộng là 102.035.000 đồng. Đó là cái số tiền mà Bùi Hồ muốn công bố cho cô bác quý anh chị cũng như mạnh thường quân cũng như có sư cô ở đây. Là cô hiện nay thì mình đã chi ra được là 41.173.000 đồng và hiện nay số tiền mình còn lại là 102.035.000 đồng. Thì dự tính ban đầu á thì mình chỉ xây am là khoảng 75 triệu. 75 triệu là nhà tiền chế. Nhà tiền chế thì hôm nay mình đã có thêm tiền nên mình xây gạch lên luôn. Thì bây giờ mình cất đến đâu thì mình sẽ thống kê đến đó để cho mạnh thường quân biết được. Đó. Đó là hôm nay thì gặp được cái am của cô, nó đã chia phòng, ngăn phòng rồi nhà vệ sinh rồi, vui quá. Vui đầy đủ hết nha, ngày vui nha. Dạ. Có nói gì? Vui nè, giờ vui thì gặp vui luôn á. Dạ. Rồi cô có muốn nói lời gì với mạnh thường quân không cô? Coi trước hết thì cô cũng trọng ơn, cảm ơn mạnh thường quân để giúp đỡ cho cô và cô Hai Vui với Bùi Hồ Phong Bụi
để giúp đỡ cho cô được thì cô rất mừng, rất vui. Thì cô sao lại có nơi cúng kiến cho nó sạch sẽ, trang nghiêm này kia, rồi cô cúng kiến để cầu nguyện cho bá gia bá tánh ở trong họ nhân dân cũng được bình yên và được hạnh phúc. Mạnh giỏi còn nhiều đó thôi, con không biết chi nữa. Để cảm ơn Phật Mạnh Thường Quân nhiều. Rồi con cảm ơn cô luôn, chúc cô sức khỏe. Thưa cô bác quý anh chị, thì sẵn đây thì Bùi Hồ cũng nói rõ luôn là trong cái quá trình mà xây dựng em, đây là cái số tiền 102.035.000 đồng này là xây dựng, chỉ để xây dựng em cho sư cô thôi. Còn về cái phần mà xây dựng cái nhà nhỏ cho cô 10 đó, thì đó là một cái số tiền riêng. Và cái số tiền đó thì lúc trước Phong Bụi có gửi cho cô 10. Ngày hôm qua thì Phong có gửi là 18.500.000 đồng ở cái đợt 2. Đợt 1 thì Phong có gửi cho sư cô giữ 5 triệu đồng. Là tổng cộng là cái số tiền mà cho cô 10 đó là 23.500.000 đồng. Mình sẽ xây cái phần nhà cho cô 10 nghe cô. Thì cô có nói gì không? Thì cũng như thì cái phần của sư cô á thì riêng, còn phần của bên cô Út Mự á thì riêng. Tại vì phần cái lần đầu tiên á, thì Phong Bụi có gửi cho sư cô là 5 triệu. Rồi lần sau này á, là 18 triệu 500 là Phong Bụi đưa cho cô giữ 18 triệu 500 là để đó để kêu cát đá xi măng để xây cho 10. Dạ, để nói cho Mạnh Thường Quân hiểu thôi, khi Mạnh Thường Quân nói là... Sao sư xin tiền để cất cho cô mà ra 10 nữa, nhưng mà cái này là làm riêng biệt. Của sư cô là sư cô, còn của Út Mười là Út Mười, chứ không có làm chung được. Nhưng mà mình cũng vẫn đâu đó đàng hoàng nói cho Mạnh Thường Quân biết là cũng như là bên phần của sư cô á, thì lo cho sư cô, còn bên phần của Út Mười á, thì Mạnh Thường Quân cũng có ủng hộ cho Út Mười, nhưng mà phần nào thì ra phần đó. Hôm nay thì thấy là đổ đà ở chỗ của cô 10 chỗ này. Hôm trước thì mình nói là xây cái này tiền chế, nhưng mà hôm nay là mình đổ đà để mà móng để đổ cột lên luôn, là xây tường lên luôn. Thì cái số tiền đó thì bây giờ trước tiên thì mình xây đi, đến đâu thì mình hay đến đó. Dạ, cái này này là cái phần, chỉ là cái phần để mà ở thôi, còn nhà vệ sinh thì ở đằng này, nói cho Mạnh Thường Quân hiểu. Rồi hôm nay mình công bố được một vị vui, mong Mạnh Thường Quân hiểu. Thấy ở trên đây là mấy anh làm ở đây ăn cơm nhà cô luôn hả? Ăn cơm buổi trưa. Dạ. Rồi ăn chay hả anh? Này ăn chay cầm với. Là cô nấu luôn hả? Nhà nấu luôn. Rồi ngon hả? Ăn chay vậy mình có đủ sức mình làm không? Chỉ có ngày gần một tháng ăn 4 ngày thôi. Dạ. 14 gầm 29-30. Là mình đãi cơm buổi trưa cho anh em. Sáng thì cũng đi uống nước trà, ăn bánh, gần hồi thì uống cà phê. Rồi các bạn nào trưa này ăn cơm. Dạ. Sáng xíu nữa cái cho uống cà phê. Mấy anh này nhà gần đây không cô? Ông An rồi ở Mỹ Đông. Nhưng mà đều cũng như sáng thì mấy thợ này thì cũng đi ăn sáng rồi. Dạ. Rồi tới trưa thì cô nấu cho bữa cơm trưa ăn. Chiều thì về nhà. Khi nào mình mới dự định là mình sẽ giờ tượng Phật qua bên đây cô? Bữa 29. 29 hả? 29 ăn gì Phật? Bữa nay 29 năm lịch là bữa nay mấy mình rồi cô? Bữa nay 14 rồi, gần rồi. Còn nửa tháng nữa. Nửa tháng nữa. Nên mình cái việc mà mình sẽ tranh thủ mình đổ cột, mình lập máy lên trước. Ngày mai bắt đầu là đổ cột. Đổ cột xong rồi là 29, 28 là gác mà kèo cột đồ lên, rồi cái 29 là mình kêu lập tôn luôn đó, rồi an vị Phật luôn. Là mình xây tam bảo trước ở trong trước. Đúng rồi, xây tam bảo phần khách trước, còn mấy cái kia thì mình làm sao? Mấy cái đó mình lo ở trên, ở phần trong á thì nói với mình Quân hiểu luôn là mình Bùi Hồ của bạn với sư cô rồi với lại có hai vui là mình sẽ dán gạch hết luôn. Dán gạch ra phòng khách. Dạ. Ở trong kia thì là mình chỉ là sơn đi bê hay gì thôi. Với lại mình dán lên một khúc. Ở trong á hả? Dạ, dán lên 1m32. Bây giờ mình lo cái phòng tam bảo cho nó đàng hoàng hết trơn đi. Còn ở phần sau thì còn nhiều lạnh nhiều. Nếu còn tiền nhiều á thì mình dán. Còn nếu không còn tiền á thì mình đi bê.
Dạ. Vậy đi. Rồi, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã xem thời điểm này nha. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.